Thì cách đây mấy ngày mình có dọn vệ sinh cái chuồng ốc vương hồ của mình các bạn đó, thì mình thấy nó trống quá, ít ốc các bạn đó. Thì mình có lên shop ốc vương hồ, mình có đặt ba em RV ha, ba em RV ha, nhưng mà size nhỏ thôi, size không có to lắm nha các bạn đó. Thì mình mới đặt ba em, thì mình mới đặt hôm qua thôi đó. Thì đến hôm nay thì shop đã giao cho mình nè các bạn, đây nè hả, rất là nhanh luôn nha các bạn. Đó, mới có một ngày thôi mà shop đã giao được cho đến nhà cho mình rồi. Đó, thì mình mua ba em này, thì trong đó có hai em 60k ha, một em 40k đó, là ba em thôi. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi khui cái hộp ra ha, cho các bạn xem. Với lại mình cũng nôn quá, không biết mà ba em áo mượn hồ của mình trong đây có ổn hay không, có khỏe hay không. Đó, thì mình cũng bây giờ mình sẽ đi mở hộp ra, mình cho sẽ quay cái quá trình mình mở hộp cho các bạn xem luôn ha. Coi do ba em ốc này có đẹp hay không nha bạn ha. Đó, mình mới nhận hàng. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi lấy cái kéo ha, rồi mình sẽ khui cái hộp ra, mình quay cho bạn xem luôn nha. Đây, và đây là cái hàng mình mới nhận được nha bạn ha. Đây là tên của mình nha bạn ha, địa chỉ này nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ khui ra nha bạn ha, mình sẽ khui hộp ra coi mấy em ốc mượn hộp của mình ha, mới về ha. Đây, mình sẽ khui ra nha bạn. Đó. Này, mình đặt cũng khá là nhanh nha bạn. Đó, mình đặt mới có hôm qua thôi mà nay shop đã giao cho mình rồi. Đó. Đây. Mình lấy ba hộp nha bạn, ba hộp nha bạn. Đây, một hộp. Đó. Đây, một hộp nữa nha bạn. Đó, con này còn. Mấy con này cũng mình thấy tưởng nó size cũng nhỏ nha, cũng thấy cũng khá là to nha bạn nha. Đây, đây một con em nữa nha bạn. Đó, ba em nha. Đó, giờ mình bỏ ra một bên, bỏ cái hộp ra một bên đi. Đó, để mình kiếm cái thùng trắng mình bỏ vô ha. Mình kiếm thùng nhựa mình bỏ vô rồi bắt đầu mình sẽ khui ra từng con mình bỏ vô nha bạn. Đây, giờ bây giờ mình sẽ khui từng hộp ra nha bạn ha. Mình khui từng hộp ra nha. Đó. Đó, bạn thấy không, cái con RV trong hộp nè. Đó, khá khỏe mạnh luôn nha bạn. Đó, mình thấy con nào cũng khỏe mạnh đó nha. Đó, thì shop giao có một ngày thôi. Đó, mới có một ngày thôi, mình đặt thì hôm qua thì hôm nay đã hàng đã về rồi, thì cũng khá là nhanh ha. Thì bởi vì mấy con em ốc của mình nó cũng khỏe. Đó, đây một em nha bạn. Đây, RV. Đó, khá là đẹp luôn nha bạn. Đó, nè, cái càng nè. Đó, RV khá là bóng luôn nha bạn. Đó, một em nha. Đó, mình bỏ xuống, mình lấy cái này ra qua một bên đi. Đó, tiếp tục mình khui tiếp một hộp nữa nha. Qua cái con này sao, ủa sao như là shop tặng cho mình thêm một con gì nữa ta, mình mở rồi coi phải không ta. Đó, như shop có tặng cho mình thêm một con nữa, mình chỉ đặt có ba con thôi nè, cái hộp này hai con nữa bạn. Để chút đây đó, shop có tặng thêm cho mình một con nữa bạn. Đây à, con này con RV nè, con này size nhỏ hơn đó bạn. Đó này nè, con này shop có tặng thêm cho mình một con gì nữa đây à, con này cái càng đẹp quá ta, Violet Sunset các bạn, Violet Sunset nha. Đó, khá dễ thương luôn bạn, cái vỏ cũng khá đẹp luôn đó bạn. À, shop tặng cho mình quá. Đó, đây nè. Đó, con này con chắc shop tặng cho mình, chúc mình sẽ nhắn với shop mình cảm ơn shop ha. Đó, đây. Đó, giờ mình sẽ khui tiếp một em RV nữa. Đó, ba em hả các bạn thấy không? Đó, đây một em nữa nha các bạn. Đó, mình mua ba em RV ha. Size này size nhỏ. Đó, nhưng mà mình thấy cũng khá là to nha, không nhỏ lắm nha các bạn. Đó, cũng ok. Đó. Đây. Tiếp tục một em nữa nha các bạn. Quá đã luôn, ship tặng cho mình ha, khuyến mãi cho mình thêm một con nữa, quá đã luôn. Ồ, em này em to hơn ha, to hơn cái em hồi nãy. Đó. Đây, thì mình lấy nét em lại cho bạn xem nha.
đây đó nè các bạn, RV nha. Đó thì những dòng RV thì nó khá là hiền các bạn ha, khá là hiền đó, nó không cắn nha các bạn, không cắn mình ha. Đó thì mình nuôi mấy em RV khủng xe khủng á, mình cũng nuôi mấy xem xe khủng thì mấy em mình cũng bắt lên tay mình chơi ha, thì mấy em RV không bao giờ cắn nha các bạn. Đó mình để ngay tay ngay cái càng luôn nè, đó không cắn nha, đặc biệt không cắn. Đó rất là dễ nuôi luôn nha các bạn, bởi vì mình thích cái dòng RV là như vậy, nó dễ nuôi ha, hiền. Đó lột xác cũng không có bị sao hết các bạn, mình nuôi cũng nay cũng 2 năm rồi đó, nên mấy em RV của mình khá là ổn ha. Đó thì mình cũng kinh nghiệm, mình chỉ chơi mấy dòng RV thôi bạn. Đó bạn theo hôm nay mình quyết định mình mua thêm 3 em RV nữa ha. Đó mình mua là 3 em là giá là 2 em 60k bạn. Đó chắc hai em này 60k nè. Đó còn em này 40k nè, em nhỏ hơn đó bạn. Đó em này 40k nè, hai em 60k. Đó thì shop có khuyến mãi tặng cho mình thêm một con nữa ha, còn Violet Sunset đó, khá dễ thương luôn đó bạn. Đó các bạn thấy không, khá dễ thương luôn ha. Đó thì bây giờ mình sẽ đi bỏ vô cái chuồng ốc vượn hồn ha, bỏ vô cái chuồng cộng đồng cho mấy em này nó làm quen với lại mấy em ốc ở nhà mình đang nuôi ha, để cho qua làm quen với mấy bạn mới nha các bạn. Đó đây khá dễ thương luôn các bạn ơi, quá đã luôn ha. Rồi giờ mình sẽ đi đến cái chuồng ốc vượn hồn, mình thả mấy em này vô chuồng ha. Rồi các bạn ơi, thì đây là cái chuồng ốc mượn hồn của mình ha các bạn ha. Đó thì cái chuồng mình cũng mới vệ sinh ha, mình thay cát rồi mình vệ sinh cát sạch sẽ các bạn. Các bạn thấy không, cái cát nó hơi trắng ở đâu đúng không? Đó thì bây giờ mình sẽ thả mấy em ốc vô ha. Đây một em nha các bạn. Đó, các bạn so sánh với cái em ở size to nhất của mình nè. Đó. Thì nó cũng nhỏ hơn không có nhiều các bạn thấy không? À. Đó. Bạn thấy không? Nè, cái con này to nhất của mình nè. Đó, con này to nhất nè. Đó, cái con này mình mới mua 60k nè. Đó thì bây giờ mình sẽ thả vô ha. Đó vô chuồng mới, cái chuồng của mình nó đông đúc thêm nữa các bạn. Đó đây thêm một em nữa, đây một em nữa, đây thêm một em nữa. Đó thì em này nhỏ hơn, em này mình mua là 40k đó bạn. Đó hai em này là 60k nè. Đó, chưa hết chui vô cái hang gấu dừa trốn chỗ các bạn. Đó đây xuống dưới gặm quen với lại mấy bạn mới ha. Đây rồi thả cái em view lá chun set mình được tặng vô luôn ha. Đó được tặng, đó nhiều chuồng luôn. Đó thì bây giờ mình lấy cái máy xuống ha, mình quay gần cho bạn xem ha. Đó, chưa hết mấy em mới về tự nhiên sao chui vô cái hang luôn các bạn. Đó để mình lấy cái máy mình quay xuống gần cho bạn xem nha. Đây mấy em mới về nè bạn. Đó lẹo vô cái chén nước nè. Đó mình lấy cái hang gấu dừa luôn bạn, mới về chưa hết nó chui vô cái hang nó trốn giỏng bạn. Đó mình mới dỡ hang ra nè. Đó cho nó đi tới cái hồ nước nè. Đó cái em sài khủng nhất của mình nè, nó bò tới nè các bạn. Đó đừng ăn hiếp em nha. Đó, em mới về. Đó rồi cái con Violet Sunset mình được tặng nè, bạn thấy cũng khá dễ thương các bạn thấy không. Đó cái vỏ cũng đẹp nữa các bạn. Đó rồi mình nãy chút nữa mình sẽ đi mình là nhắn tin với shop ha, mình cảm ơn shop ha. Ồ, hai con Violet Sunset nó gặp nhau các bạn. Đó, cái con Violet Sunset của mình nó đang làm quen với cái con Violet Sunset mới về các bạn. Đó khá đẹp không các bạn ha. Đó đây còn đây một em nữa đây. Đó em này về đó cũng mới về nè. Đó khá dễ thương luôn các bạn. Đó cái càng nó thì cái màu cũng hơi tím các bạn. Đó em này thì 60k nữa các bạn. Đó cũng khá giá cũng khá là ok ha các bạn ha. Đó. Đó còn em ở đâu ta? Đây em này em nhỏ nè bạn. Em này em nhỏ ha. Em nhỏ thì đang làm quen với lại cái con này cũng say cũng khủng khủng của mình luôn nè bạn. Con này mình mua đầu tiên nè. Đó này mình nuôi cũng 2 năm rồi. Đó. Đó đang ở chén nước này, chén nước ngọt ha. Đó đằng kia chén nước mặn. Đó. Về ngôi chuồng mới. Ô có con nào nó cứ đang kêu bạn. Đó bạn nghe con ốc bừng hổm kêu không? Đó nó hết kêu rồi, nãy nó mới kêu bạn. Kêu ói các bạn. Hết kêu rồi, nãy nó đang kêu á. Biết con nào kêu nữa. Đó. Hôm nay về thêm 4 em ốc vượn hồn nữa ha. Ở cái chuồng mình nó cũng sinh động hẳn lên các bạn. Đó, bữa thì có mấy em thôi. Hôm nay mình mua về thêm mấy em nữa ha. 3 em RV ha. Với lại mình được tặng một em Violet Sunset. Đó. Ở cái chuồng mình nó cũng đông vui hẳn ra. Đó. Bạn theo đây nè. Đó, con này mới về nè. Đó, cái màu nó cũng không có đậm bằng mấy con to các bạn. Đó để mình nuôi một thời gian nữa coi. À nó lột xác nha, thêm mấy lần nữa là mình thấy nó cũng là màu nó cũng đậm lên bạn. Đó, mình thấy cái càng cũng màu tím nè các bạn, cũng khá đẹp nè ha. Đó giá thì cũng 60k thì cũng khá là ok các bạn. Đó
Đó, hai em đã bạn, hai em mà mình mới mua về nè. Đó, đeo lên nè. Đây là cái chén này, chén nước mặn nha bạn. Đó, mình để hai chén nước nó cách xa nhau, chén nước ngọt, chén nước mặn á. Đó, để cho nó mình mà khi nào mình châm nước vô mình không có châm lộn các bạn. Đó, đang lên. Nó leo lên cái cục san hô nè. Đó. Đó, hôm nay mình cho mấy con ốc mùa hộng mình ăn xòi nè bạn, xòi chín nha. Đó, xòi chín ngọt nha. Đó, không cho ăn xòi chua nha bạn, xòi chín ngọt nha bạn. Đó, để mấy con ốc nó ăn đầy đủ chất dinh dưỡng thì mỗi ngày mình đều thay đổi một cái món ăn các bạn. Đó, mình không có cho ăn một món hoài bạn. Đó, hôm nay mình cho ăn xòi thì ví dụ ngày mai mình cho ăn bắp luộc ha, rồi chuối ha, rồi tôm luộc. Đó, rồi với lại thịt nữa nha bạn, thịt bò nữa nha. Đó, thì mình sẽ đổi món ăn ha, mỗi ngày mình đổi món, mỗi ngày đổi món bạn. Đó, bữa nào mà mình có thức ăn nhiều thì mình bỏ hai món vô lượt luôn bạn. Đó, cho mấy em ốc ăn nó không bị ngán các bạn. Đó. Con em này xài khủng nhất của mình nè, nó cứ tìm đường nó chui ra vậy các bạn. Đó, thì có bạn nhắn cho mình là nói sao con ốc vườn hồn của bạn nó cứ tìm đường nó trốn vậy các bạn. Đó thì đúng rồi các bạn, ốc vườn hồn mà nó hay tìm đường nó trốn thoát các bạn. Nếu các bạn mà nuôi mấy cái chuồng mà thấp thấp á, đó thì nó sẽ leo ra nó trốn các bạn. Con nào cũng vậy các bạn. Đó, mình phải có nắp đậy ha, hoặc là mình không có nắp đậy thì cái chuồng phải cao ha, cao gấp 3 gấp 4 lần nó nên nó mới không leo ra được nha các bạn. Đó, chứ cái chuồng này là cái con này nó leo ra được luôn nha các bạn. Nè. Đó bạn thấy không? Đó, mình phải có nắp đậy. Đó, đậy lại để nó không có leo ra các bạn. Đó. Con ốc mình khá dễ thương luôn nha các bạn. Đó. Con view lá sunset của mình nuôi trước giờ nè. Đó, chui vô cái giỏ của con Google à. Đó, này nhìn cái chuồng đông đúc ghê luôn các bạn ha. Đó. Đã ghê chưa? Đó, đây mấy em đó nè. Đây, đó mấy em đó nè. Đó, đang ở chén nước ngọt nè. Đó. Cát này mình qua mình mới mua thêm mấy ký mình bỏ vô bạn. Nó bỏ vô và mình vệ sinh. Đó, làm cái cát này nó trắng nha, nó sạch ghê chứ bạn. Thôi bữa cát nó khá là dơ. Nó chuồng ốc vườn hồn này thì cách khoảng 3 tuần mình dọn vệ sinh một lần bạn. 3 tuần hoặc là bữa nào mình rảnh thì mình 2 tuần mình dọn một lần bạn. Nó vệ sinh, à, mình lấy cát ra mình rửa rồi sạch cái bắt đầu mình phơi nắng. Đó, phơi nắng cho nó ráo bớt, bắt đầu mình thêm cát khô vô để cho nó đừng có ướt quá bạn. Đó mình mới bỏ vô cái chuồng ốc vườn hồn của mình. Đó, đầu thả mấy em ốc vô. Qua cái chuồng bữa nay thấy nó vui ghê các bạn, sinh động ghê chưa nè. Đó, đã ghê chưa? Đó rồi thì cái video hôm nay hả bạn ha, là mình có đi đặt mấy con ốc mượn hồn ha, dòng RV ha, vì mình thích cái dòng RV bạn. Nó dễ nuôi với lại nó hiền, nó không cắn nữa bạn. Đó thì mình bổ sung vô cái bộ sưu tập cái chuồng ốc mượn hồn của mình thêm. Đó thì đến nay thì cũng khá là sinh động hẳn lên. Đó, các bạn thấy đông vui nè, quá trời luôn. Đó. Đó thì để hôm nào thì nếu mà mình có mua tiếp nữa thì mình sẽ quay tiếp cho bạn xem ha, hoặc là hôm nào nữa mình sẽ cập nhật cho bạn xem cái tình hình mấy em ốc mới về ha. Tại vì bây giờ mới về thì mình thấy mấy em ốc này cũng khá là ổn ha, nó không có cắn lộn nhau các bạn thấy không nè. Đó, cũng khá là ổn, không có cắn lộn nhau ha. Đó thì để hôm nào nữa mình sẽ cập nhật tiếp cho bạn xem về mấy con ốc vườn hồn này của mình tiếp nữa ha. Đó thì bây giờ mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.